Hello, xin chào các bạn quay trở lại đến với kênh BB Núi nha. Này mình giới thiệu cho các bạn một em bỏ khoang ở Thịnh Đức này. Gần 3 tháng rồi, đang chuẩn bị thay lông các bạn. Rất đẹp, đuôi to, đuôi cũng lâu các bạn. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Người khoang chân rất đẹp luôn, chân thì trắng, người đen. Đó, khoang đốm nha, mặt móm dày này, móm chuẩn số Bắc Hà luôn các bạn. Đây. Rồi, các bạn yêu thích thì nhớ lên hệ số điện thoại là 0972386270 các bạn nhé. Mình xin nhắc lại số điện thoại là 0972386270 các bạn nhé. Rồi, ok. Để mà các bạn xem một chút em này rồi mình sẽ chuyển sang em này. Mấy em trắng hôm vừa rồi mình quay cho các bạn. Những em trắng kia ấy, thì toàn hàng giới tính Đức các bạn. Bạn này giới tính Đức, bạn mấy em trắng giới tính Đức. Đây, mấy em trắng này quá tuyệt vời luôn. Cái tổng là đuôi lửng, đuôi lửng các bạn, đuôi lửng, nhưng mà trắng bóc, dù đẹp, trắng tinh này. Đấy, em một em trắng tinh, một em trắng tai vàng các bạn, tai hơi vàng một chút. Đó, còn em đen này em cọc thỏ các bạn nhé, đen cọc thỏ. Mấy bạn trắng và đen này thì đều dù đốm lưỡi, rất đẹp các bạn ạ. Ngoan và khôn lắm, trạng khoảng 3 đến 4 cân các bạn nhé. Giới tính Đực đốm lưỡi, trạng là 3 đến 4 cân các bạn nhé. Đó, tùy theo từng em một. Mà nhìn này thì em đều bụ bậm cả, mập bụ luôn. Đó, em nào cũng đốm lưỡi. Rồi, ok, các bạn đã yêu thích những em này thì cũng nhớ liên hệ số điện thoại 0972386270 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hôm nay mình bận quá như là công việc cũng chỉ làm những video ngắn để cho các bạn xem qua một chút. Bây giờ mình cũng không có thời gian đi chợ, công việc dạo này bận quá các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nhé, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.